Thế mà làm sao mà chị biết được bên em? Chị vào trên mạng chị tìm đấy. Các cứ gõ ở trên đấy thôi hả? Gõ trên mạng đấy là các chương trình học kế toán về gia công ấy là chị thấy chỗ của em luôn. Thế là gọi điện luôn, hỏi luôn. Ghi số điện thoại của em đấy. Vâng. Đi những 2-3 số mà chị lại ghi số của em ấy là gọi điện hỏi luôn. À đúng rồi đấy. Đấy, chị gọi đúng số hotline. Đấy. May quá. Gọi đúng số cần cần tìm. Chị là ở chỗ nào? Chỗ nào Thanh Hóa nhỉ? Chị ở huyện Thọ Xuân, chỗ khu gần chỗ ông Lê Lai, Lê Lợi đấy. Có thể là từ đấy đến Nam Kinh đấy. Từ chỗ chị lên thành phố phải 50 cây. Úi, xa thế. Xa lắm, lại còn vùng gọi là bọn chị đây là dân tộc các thứ nhiều mà. Vâng. Gọi là vùng sâu vùng xa rồi. nhưng mà chị học vùng sâu vùng xa nhưng mà học theo cái kiểu online như thế này thì là quá thuận lợi đấy nhỉ. Đúng rồi, chứ còn đi học mà bảo là xuống dưới thành phố thì cũng chịu thôi. Vâng, với lại em thấy nhiều bạn bảo học tại lớp ấy nó cũng không bằng học online đâu, bởi vì là nhiều người ấy họ không học được hết mà hỏi cũng khó. Đấy, như em dạy mấy bạn cũng thế, cũng trao đổi bảo đi học tận nơi nhưng mà vẫn không làm được. Đúng rồi, đúng rồi. À. Cũng thấy nhiều trường hợp như thế. À. Thế bây giờ như ở công ty em ở bên chương trình như này chỉ thấy hay mà bổ ích á. Vâng, đấy. Chỉ thấy bổ ích á. Đúng rồi, em cũng thấy nhiều người học xong rồi mới thấy là nó có kiểu là nó... kiến thức sâu thì nói là nó bổ ích thật. Bổ ích thật sự luôn đấy. Vâng. Nó đang chạy mà. Ừ, đúng rồi, kệ nó chạy, nó đang đau cái phần đăng tải. Ờ, trong lúc chờ chị lại hỏi em tí. Bên chỗ chị á? Vâng. Có nghĩa là một có một cái đơn đơn hàng gia công. Vâng. Thì đợi chị tí. Thế là chị nhưng mà học xong học xong khóa này sao lại không sản xuất làm gì nữa? Nó sẽ lồng sản xuất đi em ạ. À, thì học sản xuất kia thì nó chắc chắn kiến thức thêm. Bởi vì đúng rồi, vừa có gia công vừa có sản xuất đấy. Nhưng mà sau này là có cả sản xuất nữa. Đúng rồi, sản xuất thì nó lại phức tạp hơn gia công một chút. Bởi vì mình phải tự làm hết tất cả để tạo ra một cái thành phẩm. Sau đó mình phải tính giá thành cho từng thành phẩm đấy rồi so với lại giá bán nó như thế nào. Chứ còn cái gia công này thì mình chỉ mất công gia công thôi ấy. Còn mình nhận nguyên vật liệu từ bên kia về nên là nó sẽ dễ hơn. Mình không phải theo dõi cả cái nguyên vật liệu, cái kho, cái khiếp là mình nhàn. Vâng, đấy, đúng rồi. Thì nó nhàn hơn. Mình nhàn là cái kho. Cái này nó lại phương pháp tính giá thành nó lại là khác nhau. Đấy, đúng cái rồi. Gia công thì nó lại tính giá thành theo dạng công trình. Nó phải mượn cái phân hệ tính công trình của xây dựng để nó tính. Còn đâu tính sản xuất thì lại tính sản xuất theo phương pháp liên tục giản đơn hoặc là theo đơn hàng hoặc hình số tỷ lệ. Nói chung là bên của chị thì phải sản xuất theo giản đơn rồi, vì nó là quần áo à. Đúng rồi. Tùy từng lĩnh vực sản xuất. Bên em đúng có rồi. Nhiều khóa lắm, nó chuyên sâu. Đấy. Đấy, nên chị bây giờ chỉ mới những cái này đã xong. Ừ, chị học những cái cơ bản trước đi, xong bắt đầu về gia công trước, sau đó học phải nắm được cái rồi bắt đầu sang cái kia thì nhanh hơn. Đúng rồi, sản xuất em cũng biết mà. Em trừ hành chính sự nghiệp thôi chứ còn cái nào em biết. Đấy, xong cái này chị em mình lại gặp nhau tiếp. Chị học cái nào cũng được. Đấy. Nói chung là em nhiệt tình, tận tình như thế này là chị cũng có cảm tình đó. Thế à? Em thấy ai học em cũng thích đấy. Thích chỗ lúc nào gọi là có lúc đấy ngay. Trừ khi là bận lắm thôi thì mới không ấy được. Chứ còn đâu thì... Với lại em đa số em ngồi máy suốt mà. Nên là chỉ cần alo hoặc là nhắn tin cái này em vào ngay. Vào ngay. Đấy. Mọi người cũng bảo thế. Đúng rồi, chị thấy như thế mà. Nên là nói chung là như em là nôm na người ta gọi là ấn tượng tốt.
Đấy là thật sự luôn á. À, có khi Cái nào tỉnh em để em dạy chị tốt đấy đó. là cảm nhận, À thế cái à? Ừ, cảm nhận em thực sự. cảm nhận của em nhiều lắm, trên Facebook rất nhiều đánh giá luôn. Đấy, trên trên đấy mà chị không biết vào cái trang, nếu mà vào được cái Đây trang đấy này, cái file đây này. chỗ thôi. Chị đánh cho em chữ học kế toán đi. Đánh bằng chữ tiếng Việt bình thường ấy, học kế toán online ấy. Trang của bọn em có nhiều cái hay lắm. Đây này, kế toán online Việt Hưng đây này. Có nhiều cái hay lắm, chẳng qua mọi người kiểu ít vào ấy. Nên là không biết thôi, chứ còn ở trên trang của em đăng cũng rất nhiều bài hay mà cũng rất nhiều kinh nghiệm chia sẻ ấy. Thì mọi người cứ vào đấy mà xem. Đây này, mấy cái đánh giá, rất nhiều đánh giá luôn. Đấy. Bên em nhiều đánh giá. Vâng, nhiều lắm, kéo ở dưới còn nhiều nữa cơ. Như ở đâu là mình nói ở chỗ nào, mình đăng bài ở chỗ Đây, nào. chị vào đánh giá chỗ này nhá, xong rồi chị vào cái chỗ nào ấy nhỉ? À đây này, bạn có học kế toán Việt Hưng không này? Có này. Đấy, xong rồi chị đánh giá ở đây này, thấy không? Đấy, chị viết cảm nhận ở đây, xong rồi viết xong rồi chị nhấn đăng. Thế là được. Rồi Đấy, rồi. lúc nào mà chị rảnh thì chị có thể vào đây nhá. Vào chỗ này này, học kế toán Việt Hưng này, xong rồi Xong vào mà. đánh giá. Xong ở đây nó có bạn có giới thiệu học kế toán Việt Hưng không thì nhấn có thì nó sẽ đánh giá được nhá. Đây là rất nhiều đánh giá này. Thôi thì em có bình luận bá đạo Đấy, lắm để chị. chị xem nào. Để chị đánh giá. Vâng. Xem nào cái trang này nhá. Vâng. Đấy thì lúc nào chị vào chị xem nhá. Rồi. Em là Nguyễn Thị Thu Hương đúng không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Đó, để nhớ tên để hôm Giờ sau dạ, còn. tên này cũng không nhớ thì Nay là mình đang còn nhắn nhầm À nữa. ừ, thôi chết thật, nay sao lại nhắn hỏi em cái đấy. Thì đang có con em mà nó là Lê Hương, rồi mình nhìn cứ À thế à, thế Lê Hương luôn. à. Em là Nguyễn Thị Thu Hương. Sạc pin và không lại hết pin. À bây Đây giờ hả? thì đang nói là ví dụ như chị thiết lập một cái mẫu y như thế này ở ngoài ngoài sale thì hình như Vâng, chỗ làm để gì nhập chị chỉ cần xuất khẩu thôi, chị nhập vào trong trong này xong rồi chị xuất khẩu nó ra. này luôn hả? Vâng, nhập luôn trong này nhá, để tí nó còn căn chỉnh thành A5 luôn thì chị mới in được. Còn nếu như mà chị làm ngoài Excel chị căn khó lắm, không không in ra được đâu. Mà tất cả là trên phần mềm này nó tiện hơn này, sau này chị còn lưu lại được, chị không? Chứ còn trên Nhưng mà trên Excel đây thì bọn nó bảo là làm xong cái này này, này. chị chưa biết là cái đường nó bảo là xong cái này này, xong bắt đầu là Xong cái này khai báo đầy đủ xong thì chị phải in ra một bản, nộp. để in ra ba bản đi để đem nộp lên cho chi cục thuế quản lý công ty chị. Còn một Rồi. bản XML nộp qua trang TNCN Online. Khi nào phải nộp xong xong hai cái đấy thì thuế họ mới duyệt và họ cấp mã số thuế trả về cho chị trên trang TNCN Online khi chị vào tra cứu. Cái đấy em sẽ hướng dẫn cho chị.